Diệu Hiền và Hữu Trung rất vui được đồng hành cùng với quý vị và bà con nông dân trong bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Xin được cảm ơn Liên minh Hợp tác xã tỉnh phân bón Mặt Trời Mới và phân bón Hai Phong đã đồng hành cùng bản tin của chúng tôi. Vâng ạ, anh Hữu Trung nè, Diệu Hiền muốn bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay bằng việc hỏi anh Hữu Trung một câu hỏi là anh Hữu Trung đã thưởng thức sầu riêng Blackthorn bao giờ chưa? Thực ra thì điều chắc chắn là chưa rồi Diệu Hiền ạ. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, nhưng mà Hữu Trung thấy rằng ấn tượng với giống sầu riêng này bởi vì sầu riêng Blackthorn có nghĩa là sầu riêng gai đen. Vâng, đúng là như vậy ạ. Và giống sầu riêng này thì là một biểu tượng của đất nước Malaysia với màu sắc lạ và hương vị thật là đậm đà. Tại Bình Phước của chúng ta thì cũng đã có một nhà nông cũng đã rất là thành công trong việc nhân giống loại sầu riêng này, tạo ra những quả thơm ngon và độc đáo. Người nông dân đó là ai? Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi trong phần sau của bản tin Kinh tế Nông nghiệp. Còn bây giờ thì mọi thứ cũng đã sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ cùng điểm qua các nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay. Bình Phước khuyến khích nông dân tái canh trồng mới sống điều. Tin thêm về tình trạng cá bị chết hàng loạt tại Long Tân, huyện Phú Riềng. Trồng bơ trái vụ cho thu nhập ổn định. Nông dân Phạm Văn Bùm thành công với sầu riêng Musankin và Blackthorn. Thưa quý vị, trong sản xuất nông nghiệp với bất kỳ loại cây nào thì việc thâm canh và thay đổi giống mới cho phù hợp là rất cần thiết. Đúng như vậy không anh Hữu Trung? Chính xác là như vậy Diệu Hiền ạ. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, đặc biệt chúng ta cần lưu ý điểm nhấn đó là cây điều. Bởi vì là nhằm nâng cao năng suất chất lượng của hạt điều Bình Phước thì ngành nông nghiệp cũng đã khuyến khích nông dân trong tỉnh tăng cường thâm canh, tái canh, trồng giống mới cây điều. Tính đến thời điểm hiện tại, diện tích canh tác điều trên địa bàn tỉnh là hơn 149.000 hectare. Tuy nhiên, vườn điều già cỗi cần thanh lý chiếm tỷ lệ trên 70% tổng diện tích do bị ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh nên cho năng suất thấp. Kế hoạch số 235 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ từng bước cải tạo vườn điều tạp tái canh trồng mới bằng giống có năng suất đạt từ 2,5 tấn một hectare trở lên. Trong đó có ít nhất 50% diện tích điều được sản xuất theo quy trình được chứng nhận. Vì vậy, ngành nông nghiệp tỉnh đang khuyến khích nông dân tăng cường tái canh, trồng mới vườn điều theo chuỗi liên kết, chuỗi giá trị xuất khẩu, đồng thời chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên diện tích đất trồng điều không thích nghi sang cây trồng khác và có giá trị kinh tế cao hơn. Thưa quý vị và bà con nông dân, như bản tin Kinh tế Nông nghiệp kỳ trước có phản ánh thì tại xã Long Tân, huyện Phú Riềng, nhiều ao cá của các hộ dân đã bị chết hàng loạt và không rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương và người nuôi cá thì cũng đang mong chờ ngành chức năng vào cuộc để mà hạn chế cái thiệt hại về kinh tế. Trước tình hình cá chết chưa rõ nguyên nhân, chính quyền các cấp hội nông dân rất quan tâm chia sẻ với bà con nuôi cá. Để có một kỹ thuật chăm sóc và nuôi trồng thủy sản tốt nhất ấy, thì rất mong được sự hỗ trợ hướng dẫn từ các cơ quan chuyên môn từ cấp trên, đặc biệt ở trong đó là có Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và cấp trên nữa. Theo các kỹ sư trại giống cây trồng vật nuôi, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt. Cơ bản là do cá giống có mầm bệnh, cho ăn và chăm sóc cá không đúng kỹ thuật. Trong ao, tảo rong rêu, phát triển nhiều là do bà con cho ăn quá dư, thức ăn. Một số bà con kết hợp vườn ao chuồng, nuôi heo ở trên, đưa phân xuống ao cá nhiều quá, làm tảo phát triển. Do đó, bà con nuôi cá lưu ý. Bổ sung men với C thì bà con cho ăn khoảng tuần 2 đến 3 lần và liều lượng 3 đến 5 gram trên 1 kg thức ăn. Còn bón vôi thì bà con cứ định kỳ khoảng 1 tháng và bà con bón khoảng 2 lần và liều lượng thì nó khoảng từ 7 đến 10 kg trên 100 m2. Cá chết nhiều, chưa rõ nguyên nhân. Nhưng để biết được nguyên nhân chính xác và có giải pháp khắc phục hiệu quả, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và người nuôi cá nơi đây đang mong chờ các ngành nông nghiệp tỉnh và huyện Phú Riềng sớm đến địa phương khảo sát lấy mẫu nước để phân tích nhằm giúp bà con khắc phục hiệu quả, triệt để tình trạng này. Qua đây giúp bà con nuôi trồng thủy sản rút ra được kinh nghiệm nhằm tránh những thiệt hại tương tự có thể xảy ra trong nuôi trồng thủy sản nói chung, nuôi cá nói riêng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Chúng ta thăm trực
Với mong muốn nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh, vừa qua chủ nhiệm dự án nuôi cá Trình Bông theo hướng nông nghiệp ứng dụng tuần hoàn nước, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước tổ chức hội thảo và tập huấn quy trình nuôi cho 50 hội viên nông dân và đoàn viên thanh niên ở xã Bù Nho, huyện Phú Riềng và một số địa bàn lân cận. Tại buổi hội thảo và tập huấn, bà con nông dân và đoàn viên thanh niên đã được giới thiệu những ưu điểm nổi bật, tính ưu việt, tiên tiến của công nghệ tuần hoàn nước theo mô hình này. Hiện nay giá cá Trình Bông đang ở mức 450.000 đồng đến 500.000 đồng một kg. Phương pháp nuôi theo công nghệ tuần hoàn nước đạt tỷ lệ cao cùng nhiều lợi ích khác, do vậy mô hình này được nhiều người quan tâm. Đối với mô hình này thì chúng ta sử dụng cái nguồn nước là tuần hoàn, là qua quá trình xử lý cơ học rồi sinh học là nước lại bơm ngược trở lại cho cái bể nuôi chúng ta, tức là tái sử dụng, lượng nước cấp vào là rất thấp, nên đây là một trong những cái ưu việt. Cái thứ hai nữa là năng suất của con cá là rất là cao, bởi vì chúng ta có ứng dụng thêm cái lượng oxy để mà cung cấp thêm cho con cá, để con cá là có thể sống được một độ cao. Lợi ích của cá Trình này thì bây giờ là nói chung là bao tiêu sản phẩm rất là cao rồi đấy. Đó, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nhân dân thì nói chung theo tôi nghĩ cái mô hình này thì nhân dân có thể cũng rất là muốn đưa vào sản xuất của nhân dân. Thì vừa rồi chúng tôi có một cái tổ để chăn nuôi, nếu mà bây giờ đưa được cái này ra cho nhân dân thì là nhân dân có thể là áp dụng được. Qua việc tham quan cái mô hình nuôi cá Trình này thì chúng tôi cảm thấy rằng cái mô hình này rất là hiệu quả và đem lại lợi ích kinh tế cho thanh niên, cũng như là cái quy trình để mà thực hiện cái mô hình này thì cũng phù hợp để cho thanh niên bắt đầu khởi nghiệp. Sau khi tham quan cái mô hình nuôi cá Trình Bông này thì tôi thấy là rất tâm đắc ở cái chỗ là lúc chu trình kín, không có nước thải. Cái này rất phù hợp với cái điều kiện phát triển của kinh tế nông nghiệp đô thị, đặc biệt là cái điều kiện của đồng xoài. Trong cái dự án này nó phân ra cái tiểu dự án nhỏ là cho các hội nọ lẻ có thể áp dụng được. Hội đồng khoa công nghệ đã họp và mời các chuyên gia, trong đó là có các chuyên gia về kỹ thuật cũng như các cán bộ phụ trách chuyên môn của Sở Nông nghiệp cũng như là về thị trường sản phẩm, thì đánh giá một cách toàn diện thị trường cá Trình, đặc biệt là cá Trình Bông hiện nay là đang nhu cầu rất là cao, và đặc biệt đó là với những cái sản phẩm mà đảm bảo chất lượng thì rất là rộng về cái thị trường tiêu thụ. Chính vì vậy mà đây cũng là một cái cơ sở để cho chúng tôi là triển khai cái dự án này. Hội thảo cũng đã nêu rõ những điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cần thiết để xây dựng mô hình nuôi cá Trình Bông theo mô hình công nghệ tuần hoàn nước quy mô gia đình. Đồng thời, chủ dự án cũng sẽ hỗ trợ về giống, khoa học kỹ thuật và đầu ra sản phẩm để mô hình được phát triển rộng rãi trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để nông dân và thanh niên có thể khởi nghiệp từ mô hình này. Thưa quý vị, thay vì trước đây thì đến mùa chúng ta mới được thưởng thức bơ. Tuy nhiên thì trong khoảng thời gian gần đây, với sự đa dạng của nhiều giống bơ, chúng ta có thể thưởng thức trái bơ quanh năm nhờ kỹ thuật lai tạo giống đa hữu trùng. Đúng thế Diệu Hiền ạ. Thưa quý vị, tại xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, bơ trái vụ đang được nông dân lựa chọn trồng và lai ghép với những giống bơ truyền thống. Anh Nguyễn Duy Khang, thôn Bình Tiến, xã Nghĩa Bình trồng được 200 cây bơ sáp trái vụ. Giống bơ này hiện nay bắt đầu ra hoa cho trái chín vào tháng 11, khi ấy các giống bơ truyền thống khác mới bắt đầu ra bông. Anh Khang cho biết, 5 năm trước, gia đình anh mua giống bơ này từ một hộ nông dân ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương về trồng. Cây khỏe, năng suất cao, trái dài, to, đặc biệt là cho trái rải vụ và thu được nhiều lứa. Năm 2023, anh bán mão cho một người dân tự chăm sóc thu hái, đem về cho gia đình 500 triệu đồng. Một số tiền lớn cho diện tích 1 hectare bơ. Bơ này nó ra sớm thì bắt buộc nó phải ngay mùa mưa, nhưng mà cho dù mưa nó vẫn đậu trái được, là cái ưu điểm của nó rất hợp lý, nó dễ đậu trái. Thời điểm nó ra trái, nó có trái là thu hoạch sớm hơn những cái dòng bơ khác, cho nên là trên thị trường là không có bơ, cho nên là mình bán giá rất cao, thương lái người ta rất thích. Thấy hiệu quả kinh tế từ giống bơ trái vụ, 3 năm trước, gia đình chị Phạm Thị Ngân, thôn Bình Tiến cũng đã cưa đi nhiều cây bơ bút ít trái để ghép cải tạo giống bơ trái vụ này. Những cây bơ mới ghép được 3 năm nhưng đã cho 50kg trái trên một cây, giá bán bình quân 25.000 đồng một kg, thì mỗi cây cho thu nhập 1 triệu đồng. Bơ trái vụ cho trái truyền, mỗi chùm từ 4 đến 5 trái và thu hoạch liên tục nhiều tháng. Khi chín, bơ không bị thối đầu, cơm vàng, không bị chạy chỉ trong trái, có thể bảo quản vận chuyển đi xa. Cây bơ cũng dễ chăm sóc, ít sâu bệnh.
Hiện gia đình chị Ngân đang tiếp tục ghép cải tạo giống bơ trái vụ này trên các cây bơ khác còn lại trong vườn. Lúc trước thì tôi cũng trồng cái bơ này là bơ bút với lại bơ 034. Sau mình thấy không là cái sản lượng, cái năng suất rồi cái mùa vụ của nó thu là nó trùng với lại Đắk Lắk. Rồi mình thấy giá cả bán không có được nên là mình ghép cải tạo á để sang cái giống này mình trồng là thu vào tháng 11, tháng 12 cho đến tháng Giêng. Nói chung nó thu giống như điều vậy đó. Nó thu lâu dài, nó thu trong vòng mấy tháng. Nó ra, thí dụ nó ra từ đầu ngọn xong rồi mình thu. Nó ra chùm, một chùm nó 5-6 trái, 7-8 trái. Thu xong cái nó vô tới trong cành trong. Thu có thể tới tháng 3, tháng 4. Là mình dứt trước rồi mới tới thằng Đắk Lắk. Theo bà Đinh Thị Trang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Bình, so với các loại cây ăn trái khác, bơ là loại cây dễ trồng, khả năng thích ứng tốt, đem lại thu nhập ổn định, nên bà con nông dân ở xã chọn làm cây trồng phát triển kinh tế. Hiện nay với các giống bơ sáp mới có thể cho ra trái quanh năm, đã giúp hộ trồng có nguồn thu nhập cao từ bơ trái vụ, giúp họ có cuộc sống ổn định, làm giàu chính đáng từ cây bơ. Trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn xã Nội Cốm như là cái vườn bơ trường của ông Nguyễn Duy Khang á, thì cũng 3 năm liền cho lại cái thu nhập rất là ổn định và cái hiệu quả là cao, là cái bơ này cho trái thu hoạch sớm. Thứ hai là giá cả cũng được hơn so với những cái giống bơ khác. Trên địa bàn xã cũng có một số vườn bơ là không có đạt năng suất á. Bàn Khang này cũng đã tuyên truyền hỗ trợ khoa học kỹ thuật ra cho những cái chủ hộ khác. Thì những cái hội viên nông dân khác cũng trực tiếp là tiếp cận cái khoa học kỹ thuật rồi trực tiếp là sẽ cưa và cải tạo cái vườn bơ của mình. Giá bơ trên thị trường hiện nay không ổn định, lúc cao lúc thấp tùy vào thời vụ. Thế nhưng trồng bơ trái vụ cho đầu ra ổn định, mang lại giá trị kinh tế cho người trồng bơ. Thưa quý vị và bà con nông dân, vài năm trở lại đây, sầu riêng lên ngôi đã giúp cho nhiều nông hộ đổi đời. Trong đó thì ngoài những giống sầu riêng nội địa mang giá trị kinh tế cao, bà con còn mạnh dạn chọn lựa nhiều giống mới. Điển hình là giống Musangking và Blackthorn. Vâng ạ, và tại huyện Bù Đăng thì ông Phạm Văn Buông, ngụ ở thôn 12, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng thì cũng đã thu được kết quả khả quan từ hai giống sầu riêng này. Trong số 14 hectare đất gia đình ông Buông sở hữu, có 5 hecta sầu riêng với nhiều giống mà chủ lực là giống Musangking và Blackthorn. Với ông Bôn, ngoài thời cơ cần cù chịu khó, người làm nông còn phải biết tính toán, tìm tòi, học hỏi cái mới để vận dụng vào sản xuất. Nông dân của mình làm mình cứ biết làm không mà không tính toán này, rồi cũng không chắt chiu thì cũng không thể xây dựng nên tài sản có tới như bây giờ. Mình phải chịu khó rồi, mình cũng học hỏi rồi những cái kỹ thuật về trồng, chăm sóc cây trồng, các thứ thì mình đều phải nghiên cứu. Điều kiện thuận lợi nhất mà ông Bôn có được là mảnh vườn nhà ông nằm cạnh hồ nước sạch rộng 8 hecta thuộc dự án định canh định cư Đà Bông Cua. Ngoài việc khai thác triệt để nguồn nước, ông Bôn đã đầu tư hệ thống tưới, máy phun xịt phân, thuốc và huy động nguồn nhân lực kết hợp với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chăm sóc vườn sầu riêng hiệu quả. Vụ thu hoạch sầu riêng vừa qua chỉ mới thu chính năm đầu tiên, nhưng vườn nhà ông Bôn đã thu được hơn 30 tấn trái sầu riêng Musangking và Blackthorn. Ông là người tiên phong đi trong cái vấn đề xây dựng và sản xuất cây sầu riêng, đặc biệt là cái giống mới như là Blackthorn và Musangking. Trong nhiều năm vừa qua thì thu nhập rất là cao từ gia đình. Từ cái kết quả đạt được tiên phong gương mẫu như vậy thì ông Bôn cũng đã hỗ trợ và giúp được nhiều bà con trong thôn về chuyển đổi khoa học kỹ thuật trong vấn đề chăm sóc cây sầu riêng và đặc biệt là giải quyết công ăn việc làm cho nhiều hộ dân trong thôn. Theo ông Bôn, chăm sóc sầu riêng để mang lại hiệu quả kinh tế cao là điều không dễ và với những giống mới như là Musangking và Blackthorn lại càng khó hơn. Thế nhưng bước đầu ông Bôn cũng đã có được kinh nghiệm. Muốn tạo được cho cái vụ mùa năm sau mà tốt thì mình phải giữ được sao được cái cơi đọt. Giữ được cái bộ lá đẹp thì mình làm bông nó mới dễ. Giữ cơi đọt này rồi làm bông là khởi đầu. Quan trọng nhất là cũng phải làm bông. Tập trung vào khâu làm bông. Mà muốn làm được bông thì ta phải tạo được cơi đọt. Chúng tôi cũng xin được chúc cho ông Bôn cùng với mô hình trồng sầu riêng Blackthorn của mình thì sẽ thành công và mang lại giá trị lợi nhuận cao.
Vâng, và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và chúng tôi cũng không quên cảm ơn Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Phân bón Mặt Trời Mới và Phân bón Hải Phòng đã đồng hành cùng chúng tôi.